ដើម្បីរក្សានៅឯកសារទុកទី1យើងចូលនៅក្នុងដៃឌីអឺដ្រៃខោវ៉ាត់នេះលុបចោលទៅចោលអីអឺដើម្បីរក្សាឯកសារទុកកុំឲ្យបាត់យើងត្រូវចូល PC កុំព្យូទ័រមកចូលយកវាមកហើយយើងយកពាក្យអឺដ្រៃ C ហើយបន្តមកទៀតយើងហៅពាក្យ userហើយកន្លែងនេះពេលខ្លះគេដាក់ឈ្មោះរបស់គេឧទាហរណ៍ថាគីមហុងអញ្ចឹងពេលខ្លះគេដាក់ឈ្មោះគីមហុងពេលខ្លះទៅគេអាចដាក់ឈ្មោះយើងចុចលើ user មកហើយយើងចូល copy ឯកសារនៅនេះទាំងអស់យកមក paste copy មកហើយយកមក paste នៅ drive D អូខេហើយយើងបង្កើតfolder មួយមកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឯកបានដែរ folder ហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ KK ហើយខ្ញុំចុចបើកវាលើវាមកហើយខ្ញុំផាសប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាច់ពីវារ៉ានចប់ទៅយើងចុច OK មកបានហើយឯកសារយើងមកពេលយើងធ្វើ window យើងធ្វើតែលើ drive C ទេអញ្ចឹងឯកសារដែលនៅលើ drive D វាអត់បាត់ទេជាដំបូងវិធីគឺក៏របៀប setup window ពេលខ្លះគេ setup តាមខ្លះហើយពេលខ្លះទៀតគេ setup តាម disk បើយើងមានខ្លះយើង setup តាមខ្លះទៅវាលឿនបើយើងមាន disk ក៏ setup តាម disk ទៅហើយទី2យើង restart មុន setup window យើងត្រូវ restart វាបាទ restart start ហើយយើងចុច F12 ឬ F2 ក៏បានយើងចុច F2 មកដើម្បីចូលទៅកែ boot បាទនេះយើងចូលតែ4នេះឬក៏យើងចុច F12 ក៏បានដែរ Ctrl R Delete មកថយក្រោយវាវិញចុច F12 ក៏បានដែរបាននេះវាបាទមិញអត់តាន់បានដោតផ្លាស់ឥឡូវដោតផ្លាស់សិនហើយយើងចុច somewhere control r delete ចុច F12នេះហើយយើងយកពាក្យ USB strong device បាទ enter ហើយយើងរងចាំបន្តិចទៅតិចទៀតវានឹងលូតហើយបន្តបន្តទៀតនេះបាទយើងកែហើយមកយកភាសាហើយមកយើងយកពាក្យ United States International បាទហើយនេះហើយ install ណៅទៀតយើងចុច skip ទីមួយមកនេះបន្តទៀតបា
Like we mean up upgrade install window and keep file setting and application. How you come your name in your customer install window only at one month by you check new remote. Ni jing delete chow ban jing on my delete chow ban jing format tai le dry c mo ban hai tra ni dry d ni chi dry da jing tuk ai sa pe jing jing mon baich pa po vi te jing format tai le dry c mo ban format mo okay. Rung chăm tích về hiện slow. Bà hai này hiện nick bị to tiệt máu. Chỉ cả sai. Rung chăm tại vì intro job vì anh đang ao hiện thích thì tạm nâng tiệt. Tại bên nâng ok. Và anh ấy biết đau cho màu. Rung chăm thì tiệt thử
tò mò vì đã cho báo dừng chơi phía do this letter tò mò vì ở trên wifi vì đã dừng bài trên này thế nhưng chơi phía skip this step hay dừng giờ phía use express setting tò mò nhưng và mua mò nhưng đã user của bạn đã mua gì của bạn nhóm đã user user của bạn admin của bạn đã admin và đầu tiên những nick mò
bà chọc hơn. Nếu sạch window nhưng sạch bàn mình chọc hỏi toàn một tiết nhưng sâu về về mỏ thì mới nhưng lại thứ về về mới nhưng nhập personal line á nhưng chưa cho thím tạo một tiết nhưng dùng việc thá desktop icon setting hỏi dừng thịt lừa về thằng ngọt đó bà hỏi ok mình đang thay toàn một tiết dừng bật có mọi việc update dừng cho cái lại việc thả control panel bà cho control panel ấy dừng đã viên tồn tình máu có máu dừng dọc việc user account hay dùng vô bị trang user nếu dùng tiền bị cho con mày ọc máu ok hay tôi một tiết dùng vô bị defender window firewall hay dùng bị turn window firewall on all off đó dừng thịt lưu à khoai khoai nhưng một tí máu turn off máu và ok bật window của máu update dừng cho phía ở administrative tool hay dừng phía ở switch và chẳng tí tư vì máu switch hai anh toàn một tiết dừng cho phía râu biển window update và chẳng tích mình có phung thế đó và nì window update nhưng chơi đưa viên máu nì lại nì nhưng chơi đưa viên mùi tiền máu hóa viên biên là no more automatic automatic delay start ta dừng bệnh viên về tế dừng chơi ta disable nó và apply ok và nâng chiếc ca sạch được biết bật Windows có mọi update chia đồng bốn vị trí thì có được biết setup Windows phía khác thì setup 8 là hồi việc là tiết kê setup 8 đi bởi dương miền plus dương setup 8 plus tới vì liên bờ dương miền đi của setup 8 đi hồi tìm phí dương restart muốn setup Windows dương thử restart vậy và restart start hồi dương check ai đọc phí rư ai phí của bạn dương check ai vì nó là mấy chơi được cài bút bạn đi nhìn cho cài bút đi rồi có dừng chơi ai đập pi của bạn đã control a delete mất thôi rồi về vĩnh chơi ai đập pi của bạn đã ba mươi nhật toàn bàn đào plat lời đào plat sân
How you just somewhere your control and delete check out the P. And how you know your USB strong device by enter. Dương luôn chào mình tích tới tích thiết viên năng lụt ai vẫn to mình thọp thiết ní bà dương cài hỏi máu dục chia xa hỏi máu dương dục chia United States International bà hỏi ní hỏi install nào thiết to skip. Thích mùi mà nịch cũng tốt tiền bà hà ní ạc lại ní vì mình upgrade install Windows and keep file setting and application hà dừng công dụa ní dừng dụa customer install Windows only advanced mà bà hà dừng trích lưu viên mà ní vô ní ní dừng delete trao của bạn dừng mà delete trao của bạn dừng format tại lừa drive C máu bạn hay ní drive D ní chỉ drive đại dụng tục anh xa phê chẳng dừng mình bạch bạc phô viết tế dừng format tại lừa drive C máu bạn format máu ok rung chăm tích về hiện slow bà hai nít dừng nịch với to tiết máu chỉ cả sạch rung chăm tại vì intro chốc vì anh đang ao dừng thịt thì tạm nâng tiết tại bên nâng ok và đi biết đào cho mà ba rung chăm thì tiết thử
đại cho báo dân cho biết do this letter tôm móc vào thì wifi phải ta dùng máy này thế nhưng cho biết skip this step nó dùng giờ biết use express setting bài chmua mó dừng đặt user của bạn đặt chmua dừng của bạn rồi nhóm đặt user user của bạn admin của bạn đặt admin và hơi cờ tiết dừng nick nó
บาทจบเอานี่สต Windows ยังสต์บานจบเอาตอนพอดีตยังโซเวียมอจึงไม่ยังไรที่เวียมอยังยับpersonal line บ่ายังจะโจทิมตามพอดีตยังยับเปิดท่า desktop icon settingហើយយើងทิกលើវាទាំងអស់មកបាទហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតយើងបិទកុំឲ្យវាអាប់ដេតយើងចូលកន្លែងភាគថា control panel បាទចូល control panel ហើយយើងដាក់ឲ្យវាតូនតិចមកតោះមកយើងយកពាក្យuser account ហើយយើងយកពី change user នេះយើងទាញពីចុះ comment អស់មកអូខេហើយតមកទៀតយើងយកពី defender អូខំwindow firewall ហើយយកពី turn window firewall on alloff ហើយយើងทิกលើអាខ្វែងខ្វែងនៅពីមក turn off មកបាទអូខេបិទ window កុំឲ្យ update យើងចូលពាក្យ administrative tool ហើយយកពាក្យ switch បាទចាំទីទៅវិញមកស្មានតមកទៀតយើងយកពាក្យរកពាក្យWindow update បាទចាំតិចខ្ញុំកំពុងតែរកបាទនេះ Windows update យើងចុចលើវាមកនេះឡាញនេះយើងចុចលើវាមួយទៀតមកហើយវាមាន normal automatic delay start តែយើងមិនបាច់លេងវាទេយើងចុចតែ disable មកបាទ apply okay.នឹងជាការស្រេចរបៀបបិទ window កុំឲ្យ update